Ngày 23 tháng 5 2014, đông đảo phụ nữ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ họp mặt với chủ đề kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tại đây, hội phụ nữ thành phố đã vận động đóng góp được hơn 170 triệu đồng cho chương trình chung sức vì chủ quyền biển Đông do báo Tuổi Trẻ phát động. Tại đây, ban tuyên giáo thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã cập nhật việc xâm phạm chủ quyền biển đảo nước ta đã bước sang ngày thứ 23 và tình hình biển Đông chưa có chiều hướng giảm bớt trước sự ngang ngược của Trung Quốc. Qua đó, ban tuyên giáo thành phố cũng đã thông tin các biện pháp đấu tranh hòa bình, đấu tranh ngoại giao của đảng và nhà nước ta với các hành động của Trung Quốc để đòi lại chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước. Qua đó, rất mong phụ nữ là những trụ cột trong gia đình, trong khối phố, vận động người thân, hàng xóm hãy thể hiện lòng yêu nước nhưng tránh những hành vi bạo lực, kích động bạo lực trong việc phản đối Trung Quốc hà đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển nước ta. Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã vận động quyên góp đợt 1 được hơn 30 triệu đồng cho chương trình chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông do báo Tuổi Trẻ phát động. Qua báo, các cựu chiến binh gửi gắm tinh thần quyết thắng đến các lực lượng đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.